Thưa quý vị, thiêng liêng, tự hào, ấm áp và đầy hy vọng, đó cũng chính là cảm xúc có trong chương trình đặc biệt để đón năm mới, Gala Tết Quê Hương 2024, đem đến cho khán giả trước thềm năm mới những tiết mục âm nhạc đặc sắc cùng với những câu chuyện đầy xúc động, những phần giao lưu ý nghĩa, thú vị nhằm lan tỏa tình hiếu nghĩa, sự biết ơn, tình yêu gia đình và quê hương, niềm tự hào về một năm đã qua với nhiều những thành tựu, những nụ cười lạc quan, niềm hy vọng và ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai tươi sáng. Tết là dịp để những người con xa quê trở về đoàn tụ, sum họp quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí mùa xuân, cùng cầu chúc những điều may mắn trong năm mới. Với ý nghĩa đó, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Dân tộc và Phát triển, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar quyết định tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala Tết Quê Hương 2024. Đây là chương trình thường niên được tổ chức vào dịp Tết đến xuân về, là dịp để ôn cố tri tân, nhìn lại những câu chuyện đáng nhớ trong năm cũ, để thêm trân trọng những phút giây hiện tại và gửi gắm ước vọng về tương lai. Tập thể lãnh đạo đài cùng với đội ngũ phóng viên biên tập viên của đài cũng đã dành nhiều thời gian công sức cho chương trình Gala Tết Quê Hương, một chương trình dày dặn về mặt thời lượng, dày dặn về mặt nội dung, là một chương trình về mặt giải trí, nhưng mà nó hàm chứa trong đó những cái nội dung sâu lắng cho một cái Tết quê hương với cái chủ đề là đi để trở về. Với chương trình này thì chúng tôi không phải là một chương trình ca nhạc thông thường, mà nó là câu chuyện kể bằng âm nhạc, cảm xúc về Tết quê hương, Tết của người Việt Nam. Biên tập viên của đài cũng đã dành nhiều thời gian công sức cho chương trình Gala Tết Quê Hương, một chương trình dày dặn về mặt thời lượng, dày dặn về mặt nội dung, là một chương trình về mặt giải trí nhưng hàm chứa trong đó những nội dung sâu lắng cho một Tết quê hương với chủ đề Đi để trở về. Trở về ở đây với nghĩa là trở về với hồn dân tộc, trở về với gia đình, với quê hương, với người thân. Trở về để sum họp, hạnh phúc, để chia sẻ, sum vầy và cùng hướng tới tương lai. Niềm vui của cả một đất nước và nó được hòa đồng vào trong cái niềm vui của nhân loại. Thì đấy mới là cái điều mà chúng ta cần. Thì chương trình góp vào đó một chút niềm vui, một chút cảm xúc. Chúng ta những người nghệ sĩ và những người làm chương trình xin phép được thay mặt cho những người khác để cho phép chúng tôi được nhân cái niềm vui lên cùng với mọi người. Với chủ đề Tết là nơi để về, chương trình kể câu chuyện về hành trình đi để trở về cùng những giá trị thiêng liêng đối với mỗi con người. Đó có thể là hành trình trên những chuyến tàu, chuyến xe, nhìn thấy quê hương đang từng ngày đổi mới. Đó cũng có thể là hành trình trở về trong tâm tưởng của những người con xa xứ, hướng về quê hương gia đình trong dịp Tết đoàn viên. Mình thấy thì mình luôn luôn mong ước có một cái gì đó nó chạm được vào trái tim. Và Thu tin rằng chương trình này sẽ là chương trình sẽ chạm được vào trái tim mọi người. Thì Minh Quân, Thu Thủy cảm thấy rất là vui và Quân và Thủy cũng rất là hồi hộp nữa và sẽ chuẩn bị cái tiết mục thật là công phu và xuất sắc nhất để gửi tới tất cả quý vị khán giả trong một năm mới. Chương trình là một không gian âm nhạc sôi động, tươi mới, nhiều cảm xúc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Lan, Tùng Dương, Kiều Gióc, Minh Quân, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, Thái Thủy Linh, Ngọc Ký, Minh Quân, Thu Thủy, Lê Anh, Lê Trang, Tuyết Ánh, Thái Sơn, Nguyễn Thúy Quỳnh, nhóm Chuông Gió, Vũ đoàn Lavender, Vũ đoàn Oscar, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, dẫn chương trình Nguyên Khang, Hoa hậu Jennifer Phạm. Tôi cho rằng là có thể nói đây nó là một chương trình hết sức có ý nghĩa. Và thông qua cái chương trình này, chúng ta mong muốn một điều rằng là cứ mỗi một dịp Tết đến thì chúng ta luôn hướng về những cái điều tốt đẹp nhất, an lành nhất, hạnh phúc nhất. Chương trình được tổ chức phát sóng ở hai khung giờ đặc biệt, 21 giờ tối 30 Tết Nguyên đán ngày 9 tháng 2 và 20 giờ tối 1 Tết Nguyên đán ngày 10 tháng 2 trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, nền tảng VTC Now, VTC News, các nền tảng của Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Dân tộc và Phát triển. Nhân dịp năm mới, tôi xin được kính chúc quý vị khán giả cả nước, kính chúc các bạn bè, đối tác một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Minh Tu xin gửi tới quý vị khán giả một lời chúc năm mới Giáp Thìn 2024 thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và đặc biệt là sẽ toại nguyện tất cả những ước mơ, những dự định của mình trong năm mới 2024, và chúc mừng năm mới. Minh Quân và Thu Thủy xin kính chúc quý vị khán giả một năm Giáp Thìn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tài lộc đến với tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả. Chúc mừng năm mới. Trong giờ phút đón chào năm mới thiêng liêng, còn điều gì ý nghĩa hơn khi tận hưởng không khí mùa xuân, tận hưởng âm nhạc nghệ thuật, chia sẻ những câu chuyện, những xúc cảm trước thềm năm mới với người thân gia đình. Đó chính là sức hút của chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala Tết Quê Hương 2024.